Xin chào các bạn. Và bây giờ Đạt sẽ tiếp tục phần bài số 3. Và đây là phần 3 Skills. Thì trong phần này Đạt sẽ giải thích lại một số điểm mà khi các bạn làm cái bài tập này có thể các bạn sẽ thắc mắc. Và sẽ hướng dẫn các bạn đi qua cái phần yêu cầu của tác giả để mà hiểu được cái bài số 3 này. Thì đầu tiên, yêu cầu đầu tiên của tác giả là yêu cầu mình phải đặt một cái dấu thăng ở phía trước mỗi dòng lệnh và ghi rõ là dòng lệnh này làm cái gì. Thì đây là cách mình hiểu được là các câu lệnh trong Python làm việc như thế nào. Thì mình sẽ đặt cái dấu thăng ở đây, và giả dụ trong trường hợp này thì câu này nó chỉ là in ra một cái dòng là I will count for my chicken, right? Thì bây giờ mình sẽ ghi là in ra I will count my chickens. Hoặc là phía dưới này mình cái hai cái câu này bản chất là nó là tính số lượng gà trống và số lượng gà mái, thì mình sẽ nói là tính số lượng gà như vậy đi, thì nó sẽ giải thích được cho hai câu này. Hoặc thậm chí là các bạn lại ghi rõ ràng hơn là tính số gà mái ở đây, và ở đây mình sẽ ghi là tính số gà trống chẳng hạn. Và các bạn tuần tự làm cho anh hết cái bài này thì nó sẽ giúp các bạn hiểu được Python nó làm việc như thế nào. Và tiếp theo một bài tập khác nữa là tác giả bảo mình là trong cái exercise 0 thì mình đã thử mở cái Python lên đúng không? Thì mở lại cái bài số 0 cho các bạn coi. Thì tức là tác giả bảo là mình gõ chữ Python á trong Windows, chẳng hạn mình mở PowerShell lên và mình gõ chữ Python thì nó sẽ hiển thị ra cái môi trường Python. Thì tác giả kêu là mình làm lại như vậy, và trong lần này mình sẽ sử dụng cái Python đấy và mình gõ toàn bộ những cái lệnh này vào và sử dụng Python giống như là một cái máy tính. Thì bây giờ Đạt sẽ thử cho các bạn coi nhé. Trước hết Đạt sẽ bấm Windows R một lần nữa và mở ra cái PowerShell như thế này. Và bây giờ đã hiện ra chụp cái PowerShell rồi, và mình sẽ gõ Python. Thì khi mình gõ Python thì cái chương trình Python xuất hiện. Và lần này như mấy lần trước mình hãy đặt cái tên file ở đây thì nó chạy cái tên file đấy, nhưng mà trong lần này mình không đặt cái tên file thì nó sẽ chui vào chương trình Python và mình có thể gõ được toàn bộ những cái gì mà mình gõ bên này, mình thể gõ vào bên trong đây. Thì bây giờ Đạt sẽ biểu diễn cho các bạn coi là mình có thể làm gì được với cái Python bên trong này. Thì Đạt sẽ thử print một cái gì đấy, thì ví dụ như hello giày nhau học.com chẳng hạn, nó sẽ in ra được dòng chữ này. Vậy nó có thể tính toán được hay không? Thì nó hoàn toàn tính toán được. Ví dụ mình lấy là 2 cộng 2 cộng 1 thì nó in ra được 5. Thì các bạn có thể đánh hết cái này vào bên trong Python, cái chương trình Python này, để coi thử là nó có ra kết quả giống y chang như là các bạn chạy Python và cái tên file hay không. Bây giờ mình sẽ đi tiếp mà bài tập nữa, đó là bài số 3. Là các bạn coi thử là các bạn có cần tính toán cái gì hay không. Nếu các bạn thấy là mình muốn tính gì đó mới thì làm một cái file Python mới và thử viết một chương trình tính toán xem thử. Có thể các bạn thấy giờ thì bài này sẽ tiếng Việt, hoặc là các bạn có thể tính một cái gì đó, ví dụ tính cân nặng, tính chiều cao là có thể các bạn sẽ để ý đó là các cái phép toán trên Python nó bị sai một chút khi mà mình thực hiện các phép chia. Bây giờ Đạt sẽ chia thử với các bạn coi. Nếu các bạn chưa thấy cái điểm đấy, thì giả dụ Đạt lấy là số 3 và Đạt chia cho số 2, thì thông thường khi mà mình chia này thì mình khi mà mình đã học tới được số thật rồi á thì mình sẽ biết là 3 chia 2 nó bằng 1.5, nhưng mà trong trường hợp này mình nó lại chia là 3 chia 2 nó ra 1. Thì tại sao là như vậy? Thì cũng giống như C, đối với những bạn mà đã học C rồi thì bạn sẽ để ý đó là 3 và 2 á, trong chương trình máy tính nó sẽ coi hai cái số này là hai số nguyên hoặc là hai số tự nhiên, có nghĩa là không có cái phần lẻ ở phía sau. Thì khi hai số mà không có phần lẻ với nhau, chia nhau á, thì nó sẽ mặc định là trả về một số không có phần lẻ ở phía sau. Bây giờ Đạt thử, nếu giả dụ mà Đạt muốn mà chia ra số mà có phần lẻ phía sau thì sao? Thì cũng giống như trong C vậy, thì các bạn thêm cái số 0 vào thì các bạn chia thôi, thì nó cũng ra được cái phần lẻ. Cái nghĩa là mình báo cho Python biết là tôi đang dùng cái số mà có phần lẻ phía sau á, trả về cho tôi một số có phần lẻ phía sau. Tương tự mình có thể làm được với cái số 2 phía sau luôn. Hoặc giả dụ là mình chỉ có số 2 phía sau thì nó vẫn chia được kết quả đúng, miễn là trong phép chia của mình phải có một trong hai cái số, số chia và số bị chia nó phải là
một số các phần lẻ. Thì thay vì chấm 0 thì mình hoàn toàn có thể để chấm 1, nó sẽ ra một con số rất là lẻ khác. Thì Python đã tính hoàn toàn đúng. Có thể mấy số phía sau nó không được chính xác lắm, là cũng không rõ, là không biết là cái khả năng của Python như thế nào. Nhưng mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy được là nếu mà mình bỏ vào cái phần lẻ thì Python sẽ hiểu đây là phần lẻ. Nếu mà không có phần lẻ thì nó hiểu đây là số nguyên, số tự nhiên, cho nên là nó bỏ đi cái phần lẻ phía sau. Và đây tác giả yêu cầu mình sửa lại cái chương trình này và thêm phần lẻ phía sau hết để xem thử là cái phép toán nó có chính xác hơn hay không. Và phần các câu hỏi thông thường mà mọi người hay gặp đó là cái dấu phần trăm này. Phần trăm này trong tiếng Anh gọi là modulus, hoặc là trong tiếng Việt mình sẽ gọi là module hay là mode gì đó. Nếu mà trong đại học lâu rồi, lúc học cấp 2, cấp 3 thì mình sẽ học cái phép toán này gọi là phép chia lấy nguyên. Thì phép chia lấy nguyên trong tiếng trong cái Python thì mình sẽ dùng dấu phần trăm để mình biểu diễn đây là phép chia lấy nguyên. Và phép chia lấy nguyên là gì? Bây giờ đặt ví dụ nha. Như cái phép toán mới nãy mình đã nói ở đây là 3 chia cho 2 thì phần dư của nó là 1 và phần nguyên của nó là 1. Tại vì sao? Tại vì sau khi chia cho 2 á thì số 3 nó vẫn còn dư 1. Ví dụ mình đưa một trường hợp khác đi, là 5 chia cho 2 thì nguyên của nó, phần nguyên sau sau khi chia cho 2 á là bao nhiêu và phần dư là bao nhiêu. Thì với phép chia này ta sẽ lấy được phần nguyên. 5 chia 2 nguyên của nó là 2. Tại vì sao? Tại vì 5 nó sẽ bằng như thế này. 5 nó sẽ bằng 2 nhân 2 cộng 1, nghĩa là 4 cộng 1. Thì 5 mà chia cho 2 nó sẽ dư 2. Nó sẽ được 2 và dư 1. Cái này thì chắc là nhờ các giáo viên dạy toán hướng dẫn các bạn lại thôi, chứ cái này đã đạt giải thích nó không có được dễ hiểu. Hoặc các bạn có thể đặt câu hỏi lên nhà nhóm học, và hy vọng các bạn khác ở bên nhà nhóm học có thể giải thích cho bạn rõ về cái phần chia lấy nguyên. Và ở đây đại chỉ muốn nói là cái dấu phần trăm này là phép chia lấy nguyên hoặc là phép module mình đã học trong cấp 2. Và mới nãy đã bấm Ctrl C cho nên là mình thoát ra bên ngoài, và để mà quay trở lại chương trình Python thì Đạt bấm Python và nó chui lại về phía. Và câu hỏi tiếp theo là cái thứ tự của các phép toán như thế nào. Thì cái này thành cái chuẩn rồi. Thì trong toán học mình đã biết là nhân chia trước và cộng trừ sau, thì tương tự ở tất cả mọi nơi thôi, phép nhân chia thực hiện trước và phép cộng trừ thực hiện sau. Và một câu hỏi nữa, tại sao cái phép chia nó lại là làm tròn xuống? Bản chất nó không phải là làm tròn xuống, mà bản chất đơn giản nó chỉ bỏ đi cái phần lẻ thôi. Giả dụ như là trong cái power cell mới nãy mình thấy ở đây, thì đáng lẽ là một 3 chia 2 nó sẽ bằng 1.5 đúng không? Nó chỉ đơn giản bỏ đi cái phần lẻ thôi, chứ không phải làm tròn xuống. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần này. Nếu các bạn có thắc mắc về phần chia lấy nguyên thì các bạn có thể đặt câu hỏi đến nhà giám học. Hy vọng sẽ người trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.